sao con xuống là em qua con nhớ mẹ quét rồi mà sao bữa nay vừa hột lại cái ông nội gãi chồng ta là có kha tha bua hổ quay sang lột da cỡ này nè cô chú thấy ghê chưa, nó đỏ nó chín luôn rồi, cái con gái nó vẽ nè, con gái nó bé mẹ ơi đó, mẹ chồng đó hả? Không, nội chồng. Hi, theo xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Gia đình Bé Heo Cuộc Sống Trung Quốc tại Hà Bắc. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với gia đình nhỏ của Theo nha. Bây giờ thì em sẽ đem mùi canh với thịt, canh hầm với táo đỏ đó, cô chú với củ sen rồi đó. Kêu ông nội vô nói con đem đồ ăn ngon lại rồi. Xuống. Xuống. Để lên, kêu nó mắc cỡ rồi. Ông nội đi chích cỏ. Cỏ quá chừng rồi lấy cái len chích 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 cái cô chú dài dài nè. Yeah yeah. Yeah yeah. Yeah yeah. Chứ cái hông xù. Sao mấy xíu hồ ta mình mày. Ba. Chứ cái sao mấy xíu hồ hay nặng mày. Chị gọi sầm mới sư hầu hay nặng mày? Ấy cái tôi gì mà? Dì nhìn khát. Hử? Dì nhìn khát khát. Ấy cái tôi gì nặng mày là mà? Bố bố xí, bố quanh tha tròn là sầm mấy giàn là nặng mày là mà? Ừ. Qua đây học chi lại là cái anh chị phan bè. Đi vào lại nào đây. Có tung mấy hồi qua sang xã. Ai呀，又买了大娃娃。昨天，昨天我放油来跟他买呢。没给人家带的东西是吗？ Cái ý là qua lại cha thôi, kệ thôi. Ok. Thật khờ ai mà? Khờ ai, xa lại bà. Thật khờ ai bị măng giả bù lại, măng giả hay phiêu lạng bà. Thật bù rù măng giả phiêu lạng. Thật bị măng giả chả bù rau sọ. Thì thật thẻng nè. Khờ thẻng rồi, yếu hùng. Như rửa là xì bà. Chiếu lệ bà bà. Đây, chiếu lệ khai này nè, tại nãy đi là. Thôi bên nè, thật bù sẵn xa lại. Ông ơi, ông con xuống là con không xuống nè. Công chúa là ôm xuống. Ôi là trời, công chúa là có người ôm xuống đó hả? Ừ. Tha xua tha sư công chúa. Mẹ định, mẹ định bo tha xa lại. Công chúa đó hả? Trời, chính sư. Nó là công chúa đó. Công chúa phải có người ôm xuống dìu dắt rồi chứ. Không ai ôm nó xuống, nó không xuống. Đi đây. Măng dạ nó xuống thấy chỗ này gùi không, mẹ dơ nó nói. Em qua con nhớ mẹ quét rồi mà sao bữa nay nữa. Tắt lên đây mà gùi không. Bữa nay khoai lang ông nội lùm xùm hết trơn. Hồi em kêu ông nội móc vài củ về em nấu cơm cho mấy heo ăn ơi. Nấu cháo khoai lang, ăn cũng bổ. Dữ lắm, tốt rồi cô chú ơi. Mà có mấy cái này sơ cờ, có khoai tím này, có chỗ này là tốt. Ý hồi này cày quá. Quá khâu tại chơi chỉ cơ, quá cày mang dạ tu phan đây. Không xù. Nên gặp bố xỉn à? Khâu, khâu bịa tu à, chỉ cơ cẩu mang dạ si tựa là. Mấy cái dây này chứ ăn cũng lâu lắm nè. Nó ra hoài rồi cô chú. Nó ra còn ra bông nữa nè. Nhí lưỡi. Mấy năm trước em có trồng bí. Em ăn bí cái này cái nào mà dẻo ngon á, cái em chừa hột lại. Cái ông nội gãi trồng, năm nay ông nội trồng hết trơn đất luôn, không có chừa cái nào để trồng hết trơn. Như bí ngồi, cô chú mà xem kênh YouTube em hồi năm ngoái là thấy đó, em có trồng bí ngồi ăn không kịp luôn. Năm nay thì ông nội trồng có nhiều đây. Ngồi ở đây đi đâu cho mệt vậy? Cái gì? Tiêu chăn cho là
Nè cái trên châu đâu mà Khang ơi, nè cơ. Nó còn đang tiêu tại cha hay tay nã là sao mới tròn nữa. Chuyện là qua wow, chi sang thay mà nam mà ta là bỏ kha tha bu hổ quay sang mới sang thay ta là nó bự rồi nè cô chú cháu bà lớn này nè cổ bà lớn này nè cháu bự bự không thôi bị khó chịu rồi nãy chưa chứ rồi quay hai tháng mấy mà cổ bự gì nè cô chú vừa bán rồi đó mà ông nội nó đợi thêm 20 mấy ngày nữa mới bán. Nó mà ta là cái ba giờ nè khoai cha. Cho cha đi ma kệ đi chờ. Nè mẹ hỏi con nè, bộ đồ con đang mặc đó ai cho con? Con còn nhớ đó hả? Lâu lâu cái nó hỏi mẹ Nhi Ba Quy, nó nhớ mẹ Nhi Ba Quy đó. Mà mẹ Nhi Ba Quy mất đi làm đâu có phải mà thường xuyên gọi. Nhìn nè cô chú, bữa nay cái đầu lột da ngồi dây bê xanh. Nè lột da cỡ này nè cô chú, thấy ghê chưa, nó đỏ nó chín luôn. Rồi cái con gái nó vẽ nè, con gái nó vẽ cha nó nè, y hệt chưa cô chú, mà nó chán màu đỏ nè. Nhìn nè, nó giống hệt chưa. Quá trời luôn, ngước mặt lên cây bây sao, ngước mặt lên đây. Trời ơi. Chị làm giờ, giờ lột da cái mặt, lột da hết trơn cái chán luôn, giờ nhìn nó như là thịt nó mới luộc chín vậy. Giờ tới cái chân, hai bàn chân cô chú ơi, dữ lắm nặng luôn. Cỡ đó đó. Nó khô da rồi nó gác ha. Hồi nãy vẽ cha cái chán đỏ, xong bây giờ vẽ thêm cái cầu vòng trên đây, rồi vẽ cỏ, đám cỏ đất rồi xanh xanh thẫm nè, rồi bông hoa nè ông bà cô chú. Thấy mần dạ nó sáng chế. Bữa nay thì em đi siêu thị. Ở đây lâu lắm, hiếm lắm mới gặp được khổ qua á cô chú. Nè, em mua được 4 trái, trái nào trái nấy nó rất là ngon luôn cô nè, chà bá luôn. Ông nội thì cũng thèm ăn khổ qua nhồi thịt mà lâu lắm rồi không có khổ qua cho nên em không có mua nhồi. Hộp này để ăn thịt nướng thì gắt lên ở bên Trung Quốc, cái này là ngon lắm luôn. Rồi mua với miếng thịt ba chỉ ba gọi nè, hồi nữa em sẽ mà xay ra em nhồi thịt với hành. Mua nhiêu đây mà 6 mấy tệ đó cô chú. Hành rồi bông cải này là em mua về em trụng em ăn với trái bí ngòi. Cái này ớt này để em mua về xào trứng với cha bé, cho cha bé heo ăn á. Có nhiều quá đó cô chú mà 60 mấy tệ đó. Còn bên đây thì khoai lang của ông nội em qua cho em nè. Nó thấy chưa, mới có mà 2 tháng ngoài thôi mà nó bự cỡ này nè. Mà khoai này khoai rẻ tiền, khoai này nó không có ngọt, khoai bí nó không có ngọt, nó lạt lạt. Bây giờ thì em ngâm sườn non nè cô chú. Một bịch là chị cho em là một bịch là 100 gram Việt Nam mình. Mà em ham ăn hốt uống em ngâm tới 2 bịch luôn. Tại vì thèm lâu quá thì cũng không có ăn á cô chú. Rồi ông bà nội bé heo cũng ưa lắm. Bây giờ thì em sẽ xé ra đằng em ướp, đằng em chiên. Đợt đó em mua bên Việt Nam đem qua ông bà ăn ngon miệng lắm. Bà nội ăn chơi á, tại vì cái này thì bà nội ăn được. Em xé miếng bự bự nè, rồi cho nó dễ chiên. Còn mẹ em thì mẹ em xé miếng nhỏ nhỏ, em xé miếng bự gì cho nó dễ chiên, dễ ăn, dễ gấp. Em làm tới 200 gram luôn. Em chiên xong rồi cái bắt đầu em để cho nó vừa nguội, cái em cho vô bịch. Vô bịch mà nửa ký đường Việt Nam mình á. Cái em cột lại. Chứ em thôi đi hơi cái nó mềm. Em ăn hốc uống ngâm tới 2 bịch luôn. Hồi nãy em điện vô chị Năm em coi á, chị Năm nói mày làm cho ai ăn, nguyên làng ăn cái gì mày làm tới nhiều đó là xé ra là nhiều dữ lắm luôn đó. Mà ăn cái này ăn hồi mắc ngay cô chú ơi, ăn không có ngừng được luôn á, không ăn thôi, ăn là mắc ghiền. Rửa nãy mấy nước dắt ra rồi mà sao nó cứ còn sẹp 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 sẹp. Bây giờ thì em sẽ tiến hành ướp. Ướp cái này thì cho bột ngọt, còn cái này là muối. Ê du, muối ăn ba cái trái cây á cô chú. Rồi mình để đây cho nó ngủ một chút đi, rồi mình hãy đi chiên cho nó thấm. Nãy giờ quên vụ sả nữa. Đợt đó em để trong ngăn đông á cô chú. Bây giờ em xay ra rồi nè. Bắt đầu em đổ đây mình trộn luôn cho nó thơm. Làm cứ bỏ trong đây, đây rồi quên bên kia hoài. Già cả lẩm cẩm mà. Mới có 17 tuổi rồi mà có một cái là cái tật lẩm cẩm. Bỏ vô chiên thơm ngon lắm cô chú ơi.
Bây giờ thì em sẽ chiên sườn non. Cái này chiên nó hao dầu lắm, cho nên em bỏ cho nó nhiều vậy luôn, cho nó dễ. Chứ để hồi chế từ từ hoài nó dầu nó lạnh ra lạnh vô hoài nó cũng không có ấy. Bây giờ thì em đã chiên xong rồi nè cô chú. Đó, hồi nó đem cho bà nội. Em mua này đem lại đằng cho nhỏ cháu. Yeah, dành sắp vậy đó. Rồi đi ra bỏ ngoài xe đi. Ra bỏ ngoài xe mình đi lại cháu. Có được không? Ở bên nhỏ cháu em thì vui hơn, rất chiều cái người ta bán đồ ăn món này món kia. Rồi có cái công viên ở đây nè cô chú. Công viên này thì nhiều người lại hơn ở bên chỗ em. Chỗ em không có công viên. Ở đây người ta bán bánh quẩy nè. Bánh quẩy với cái bánh gì mà kêu bằng cha cồ đó, nó như bánh cam vậy đó, mà ở trong nhưng đường đỏ. Để cầm cho nặng mà nó dành. Cháu em mới lấy hàng về nhà làm. Từ từ thôi. Từ từ thôi, cháu đâu rồi? Bữa nay không thấy cháu ra đón mình vậy. Lấy hàng về nhà làm đi cô chú. Nè. Cháu đâu rồi cháu ơi? Không thấy cháu ra mở cửa đón vậy? Em bé đâu rồi? Ồ, bữa nay em bé bằng đồ mát vậy con? Làm gì đi? Làm Việt Nam nhìn là biết ngay lập tức. Cho bánh cho cháu đi. Bữa nay cô tóc hết vậy trời. Ủa, thấy hàng ăn trước không có làm hả? Con chưa có. Có cái sườn đó hả? Em bé Mèn. Em bé Mèn ơi. Em bé Mèn ăn cơm chưa? Bữa nay còn tóc hết không? Thôi kìa. Hả? Kêu chị Thảo làm đi, mẹ đâu có biết làm cái đó đâu. Đây là bà dì coi ơi. Ôi ôi, bữa nay con tay đau nhẵn, con này má ơi, chùm luôn. Bà dì coi. Ôi ôi, móng đỏ, móng đen. Đeo nhẵn con nè, chùm thấy ghê chưa. Mấy bông mày ra nhẵn, mấy bông cái này đẹp quá. Năm nay mới ra dữ dằn thì chứ. Em ơi, em. Kẹp có 1 cây à. Kẹp cho chiều đi ngủ rồi, kẹp cho đơn giản, mang dạ chiều tới rồi, kẹp đơn giản vậy đó. Chào bà dì đi. À bà dì đi cho ông bà cô chú coi ơi. À bà dì đi tắt vô tiếng. Tắt vô tiếng đi. Mê rồi lo nhìn không mà lại chơi bà dì nè. À bà dì đi. Mẹ. À bà dì đi. Nghĩ thương mẹ luôn. Sơn móng như thế nào vậy? Mua. Thì ghét không? Con khoanh tay lại đi. Khoanh tay lại thưa bà dì. Đứng dậy chưa bà dì. Nhìn bà dì nè. Bà dì. Giỏi. Chào đi. Giơ tay lên chào. Giỏi. Nhìn đây nè, chào. Chào. Đi gió. Rồi love you đi. Ê, đang làm gì đó em bé bồng bồng? Rửa tay đó nghe ông bà cô chú. Đứng rửa tay ên đó, rửa xà bông rồi dữ lắm à. Rồi lấy dẻ lau nè, lấy khăn nè. Vậy đó hả? Đi từ từ xuống té nghe con. Đi từ xuống té nghe em bé bồng bồng. Đó, rửa tay chạy vô đó đó. Múa đi con. Mẹ kêu múa kìa, múa đi. Múa cho ông bà cô chú coi đi. Múa đi. Cái nào? Này hả? Cái này không? Cái này hả? Có ăn không trời? Xé ăn thử đi. Miếng 5 ngàn Việt Nam mình đó.
Ở bên Việt Nam nó ăn dữ lắm ăn dạ. Qua đây giờ nó không dám ăn hà tiện. Nó nói ăn hết rồi không có tiền gửi qua nữa. Ăn hết kẹo đi, ăn hết kẹo tôi họng đi mở cho. Ha. Chịu không? Làm gì vậy? Nó, thằng Nghiễn nó về rồi kìa. Mang gà ra lấy bọc cơm đưa cho chị Thảo cho gà ăn đi con. Cắm đầu chú nhủi luôn. Cắm đầu chú nhủi luôn rồi. Vô, vô. Làm gì vậy? Ờ, vô. Rồi, vô dữ rồi, vô dữ rồi. La 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 luôn rồi. Vô, vô, vô. Mày nhảy mẹ, mày nhảy mẹ. Giá bọt bụng tay bụng đồ luôn. Đi ra vườn ở đây ông nội nó trồng ba cái đậu que nè cô chú, quá trời trái luôn rồi nè. Cháu em lấy bọc rồi, lấy bọc ra hái rồi. Trái chùm luôn cái em luôn, quá chừng luôn. Ơi, bên đây thì dưa leo. Có ăn dưa leo không Thảo? Dưa leo thấy trái cũng nhiều nè, nó cũng quằn quèo nè, ăn nhỏ nhỏ gì được, để già. Dưa leo này nó cục, nó không dài hung ha. Trời ơi, còn mấy cái này mới hổm tao lại leo, giờ nó cao lên cỡ này nè. Còn cây táo này dữ lắm luôn nè cô chú. Táo này phải cái táo đỏ không Thảo? Ừ, nhưng mà cái này nó ngọt hơn. Táo này nó ngọt lắm nè cô chú. Nhà nó năm nào cũng có cây này dữ lắm trái luôn. Qua bên kia, đi qua bên kia. Ý, có cây đâu bắp này Thảo? Con trái đó. Con trái. Cái này là cây gì? Không biết. Cây dâu cái gì? Cây dâu tằm cái gì á? Không biết. Không biết là cây dâu tằm cái gì nè. Bên kia con dạ. Không biết. Cây mít gì cao ngày ngày không thấy gì. Không thấy cái tướng tá gì con trái á. Cây lụ nữa nè. Còn dưa leo này bự rồi. Dưa ghi nè. Chị ghi dưa leo sao? Hồi đó mày trồng đó hả? Không nổi trồng. Rồi sao không hái đi, chứ này ăn được không? Già nè, hai trái. Đó con trái này kìa. Đó con trái này kìa. Ấy lên mấy trái này nó bị tay quá trơn. Ngõm qua nhà ăn mi cũng cái bự bự chứ nè. Trồng với giống mày ăn vậy. Cái này vừa ăn, cái nãy nó bự quá. Để hầm. Cây chai ghi là gì đây sao? Đâu phải Thảo ơi. Chai ghi. Tao nhìn trên mạng rồi, cái cây chai ghi nó ngộ lắm. Cái chai ghi nó lá gì. Cái này cái giống gì không biết, nhưng mà nó cái hộp nó bự lắm. Cái thịt nó chua chua. Có không? Ờ? Không sao đâu con. Cây hồng này cô chú, hồng trái lắm luôn. Mà cháu em nó nói ăn không có được, chắc ngậm không biết hồng gì nữa. Mà trái nó nhỏ nhỏ mà nó không bự. Hồng treo gió mới ăn được hả? Cái heo đũa này cũng quá chừng luôn rồi nè, mà nó còn non nè Thảo. Rồi sao con? Tao hết mày bước luôn. Cái này còn lượt nữa nè, cái này còn lượt là dữ lắm nhiều nè, ăn không hết luôn đó. Giờ thì nó mới có lại gai. Cái này là cây giấy đó hả? Ừ, mà giờ nó bự tí lên bông, chỗ bông cho gà luôn. Gớt cái này. Heo đũa nhìn thấy em. Là sao, là trái nào cũng bẻ hết trơn hay gì sao? Tao không biết mày ơi. Không biết. Cái này nó cũng còn hơi non non, cũng không có đến nổi. Mà nó vài bữa nó quên là bắt đầu nó vài phù luôn đó. Em bé à, mẹ nói với con làm sao? Con lại con bóp cái đó nữa mẹ quýnh con đó. Ông bà cô chú và mẹ đang khai heo. Chị nào mẹ nói đấy, bấm rồi em bấm. Bên đây cũng cây táo nè cô chú, cây nhỏ nè. Ê mà sao nó héo héo Thảo ơi. Cây đó không ngon. Ừ, nó nhỏ xíu, nó héo héo nè. Cây trên cho nó mới tốt, đậu đũa ra. Còn cái dưới đây dây gì vậy? Bí. Mấy năm trước ba chồng, ông chồng ba cái bí ngồi, năm nay không có chồng. Vô nhà đi con ơi, Út thấy ở đây hồi là mũi cắn đó. Vô nhà đi. Cây này năm nào cũng xum xê hết chứ. Đó, hái xong giờ đem ra xe đó. Để xe cho bà về nghe. Mở cửa xe, mở lên để vô cái gỗ đó đó. Rồi, cảm ơn mẹ nghe. Cảm ơn. Bà về nghe. Bye bye em. Bye bye em, bà về nghe. Ừ, nó không xuống rồi. Mang dạ đi xuống về leo lấy chi nữa vậy? Đi xuống về. Bà về về nghe, bé ba bà về đi. Bé ba mi gió coi. Không thèm nhìn luôn. Nè. Bye bye. Đi chi liền nè. Bye bye. Chạy ra giật lại đó. Đi ra mở cửa.
Bà chị về nghe, bye bye em. Măng giả à, măng dép lộn rồi, măng giả ơi. Nghĩ mình làm ăn trong nhà đó chị. Bye bye, bà chị về nha. Nó đang ăn rồi. Đang ăn trong họng rồi. Về nha. Bye bye đi, bye bye bà về đi con. Bye bye bà về đi. Bye bye. Bye bye. Chứ không chạy đâu vậy? Bà gì về nghe, bye bye em bé, bồng bông. Mi gió ơi, mi gió bà gì ơi. Ờ, của con đó hả? Ở đâu bự quá vậy? Mấy trái mà cho tao vậy trời. Bà gì về nghe, bye bye em bé bồng bông. Bye bye bà gì đi. Nãy tao đâu có thấy đâu. Trời ơi. Tao là love you ý cơ ơi. Love you ý cơ ơi. Nè. Love you, love you. Hai tay. Hai kia mới cầm rồi. Cháu em nó chơi trái dưa hấu bự chà bá luôn. Ông nội chồng nó mua cô chú. Video ngày mai em sẵn mang đồ ăn cho ông bà nội. Rồi em nói là còn vài ngày nó về Việt Nam rồi. Rồi em cũng có đem một ít đồ ăn lại cho chị anh rể em nữa cô chú. Cô chú anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo. Video của em đến đây cũng khá dài rồi. Cảm ơn cô chú anh chị lúc nào cũng bỏ thời gian ra xem hết video để ủng hộ gia đình của em. Cảm ơn cô chú video của con hết rồi. Cảm ơn bà cô chú đã xem. Bye bye, hẹn gặp lại.